tất cả các bạn. Chị rất vui vì được gặp lại các em ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng học văn chị Hiên các bạn nhé. Các bạn ơi, trong phần phát trực tiếp trưa ngày hôm nay thì chị sẽ cùng hướng dẫn chúng mình, chị sẽ cùng với các em chúng ta tìm hiểu về cách viết một bài văn phân tích đánh giá một bài thơ Song Thất Lục Bát. Đây là phần kiến thức về kỹ năng viết mà những bạn học ở bộ kết nối tri thức với cuộc sống là chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài số 2 đấy. Đó, thế nên là bạn nào đang cần những cái kiến thức rồi cần những công thức viết để giúp cho mình có thể chinh phục được một cách dễ dàng đối với kiểu bài này thì các em hãy theo dõi phần phát trực tiếp này của chị nha. Nhưng mà trước tiên thì bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì có thể gửi lời chào đến chị nhé. Rồi, xin chào tất cả các em nha. Chúng mình sẽ đợi một ít phút để cho các bạn có thể vào xem một cách thuận lợi này. Chúng mình vào xem đông đảo hơn. Rồi sau đó thì chị sẽ bắt đầu nội dung của buổi học nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào các em. Không biết là những bạn nhỏ 2K10 bây giờ chúng mình đang học tới nội dung gì ở trên lớp rồi nhỉ? Ở đây thì chị biết là sẽ có những bạn học bộ kết nối này, sẽ có những bạn chúng mình học bộ chân trời này, cũng có những bạn chúng mình học bộ cánh diều nữa. Và các em đang học tới chủ đề số mấy rồi ạ? Các bạn đang học đến chủ đề số mấy ở trong sách giáo khoa rồi đây? Có lẽ là vào cái khung giờ buổi trưa này thì hiện tại chắc là chưa có nhiều bạn đi học về đúng không? Rồi chị sẽ đợi thêm ít phút nữa nhá, chị sẽ đợi thêm một ít phút nữa để có thể biết được là bạn nào có thể vào học này để cùng tương tác với chị, chúng ta cùng trao đổi về một kiểu bài phải nói là siêu siêu khó của lớp 9 luôn. Đó chính là kiểu bài nghị luận văn học, kiểu bài phân tích đánh giá một tác phẩm. Đó. Không biết là giờ này thì các bạn nhỏ 2K10 chúng mình đã đi học về chưa? Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Ngày mai nữa thôi là chúng mình có thể kết thúc một tuần học và sẽ có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Nhưng chị thấy là với các bạn học sinh cuối cấp thì chúng mình gần như là không có cuối tuần đúng không? Gần như là không có những cái ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Đấy, nhưng chị mong rằng là dù chúng ta có lịch học như thế nào thì cũng hãy cố gắng có một cái sự cân đối nhá. Chúng mình phải đảm bảo về sức khỏe thì mới có thể học tập tốt được. Và thời gian này cũng đã gần với cả kỳ thi giữa kỳ của các em rồi đúng không? Chị thấy là có một số bạn là đã chia sẻ là em đang ôn thi giữa kỳ rồi, đã có đề cương ôn thi giữa kỳ rồi. Thế thì nội dung của phần phát trực tiếp ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một cái phần kiến thức, kỹ năng rất cần thiết để các em thi giữa kỳ đấy. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bước vào nội dung của buổi học nha. Ở chủ đề 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống có nhan đề là những cung bậc tâm trạng, có tên gọi là những cung bậc tâm trạng. Thì chúng mình được học về thể thơ Song Thất Lục Bát này. Và phần viết là chúng mình được học cách viết một bài văn phân tích. Đấy, đồng ý không ạ? Nhá, cách viết một cái bài văn phân tích về một tác phẩm thơ Song Thất Lục Bát. Vậy thì cái yêu cầu đối với kiểu bài này là gì? Trước khi chúng mình đi vào viết thì các bạn sẽ cần phải nắm bắt được yêu cầu của kiểu bài, cũng giống như việc chúng ta xác định được mục tiêu hướng tới của chúng ta trong quá trình viết nha. Vậy thì chúng mình sẽ cùng với chị, chúng mình chưa vội đi vào những cái cách viết cụ thể mà hãy hiểu rõ cùng với chị về những yêu cầu đặt ra đối với kiểu bài này nhé. Thứ nhất là chúng mình trong bài văn của mình là phải giới thiệu khái quát về tác phẩm thơ Song Thất Lục Bát này, phải nêu được nhận định chung của chúng ta về tác phẩm đó. Và nhiệm vụ này thì chủ yếu mình sẽ thực hiện ở trong phần mở bài, đúng không các em? Đó, nhiệm vụ thứ hai là chúng mình sẽ phải làm rõ được nội dung chủ đề của tác phẩm này, phải phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của nó. Liên quan tới yêu cầu này, đọc lên thì có vẻ như thế ngắn gọn, nhưng có không ít bạn là chúng ta không thực sự hiểu như thế nào là làm rõ nội dung chủ đề, như thế nào là phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
Đúng không ạ? Có nhiều bạn là vẫn đang có suy nghĩ là phân tích đánh giá một tác phẩm thì cứ gọi là cứ đọc cái bài bài thơ đó này, hoặc là đọc câu chuyện đó rồi tìm cách viết na ná giống giống như vậy, diễn giải ra, nêu ra cách hiểu của mình. Thế là phân tích. Nhưng không phải như vậy các em nhá. Ở đây, đối với kiểu bài này thì có hai nội dung chính mà các em cần phải phân tích đánh giá được. Một là nội dung chủ đề của tác phẩm, và hai là những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Được chưa ạ? Vậy thì mình cần phải xác định được như thế nào là nội dung chủ đề của tác phẩm, rồi như thế nào là đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm thì mình mới phân tích được chứ. Trước khi phân tích thì mình phải nhận biết được đã chứ, đúng không ạ? Mình phải nhận biết, mình phải nhận diện được đã. Đấy, thế thì ở đây chúng mình có thể hiểu một cách đơn giản nội dung chủ đề của tác phẩm là qua cái quá trình chúng ta đọc tác phẩm thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tác phẩm đó viết về điều gì, đó bộc lộ một cái thái độ hay tình cảm suy nghĩ gì của tác giả, viết về một cái vấn đề gì. Đấy nha, nội dung chủ đề của một tác phẩm là cái vấn đề chính được đặt ra, được nêu tới ở trong tác phẩm đó, được đề cập ở trong tác phẩm đó. Thế nên là làm rõ nội dung chủ đề của tác phẩm chính là việc mà chúng ta sẽ phải làm rõ xem tác phẩm đó viết về điều gì. Đồng ý không ạ? Thể hiện cho tình cảm, tư tưởng, quan điểm gì của tác giả. Thế còn những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm, cụ thể ở đây là đối với thơ Song Thất Lục Bát thì chúng ta có thể xét tới những yếu tố như là vần này, nhịp này, từ ngữ này, biện pháp tu từ này, hay là thanh điệu này, vân vân. Đấy chính là những cái nét nghệ thuật mà ở trong mỗi bài thơ khác nhau thì nó sẽ có những cái nét đặc sắc khác nhau. Và khi mà phân tích về những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật chính là việc chúng ta sẽ quan tâm tới những yếu tố đó. Nhá. Đấy, chúng mình phải phân biệt được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật để mà khi viết mình viết đúng hướng. Chứ không phải là chúng mình hiểu một cách mơ hồ là cứ phân tích tác phẩm là cứ diễn giải cái tác phẩm đấy ra là được, không phải như thế nha. Đó. Rồi, tiếp tục một cái yêu cầu nữa đối với kiểu bài này là chúng mình sẽ phải khẳng định được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm. Và nhiệm vụ đó thì mình sẽ thực hiện chủ yếu là trong phần kết bài. Như vậy, tóm lại thì qua phần yêu cầu cần đạt mà chúng ta vừa mới phân tích thì mình biết được là khi viết một bài văn phân tích đánh giá một tác phẩm thơ Song Thất Lục Bát thì mở bài là chúng ta sẽ phải giới thiệu khái quát về tác phẩm đó này và nêu được nhận định chung về tác phẩm đó. Thân bài thì chúng ta sẽ phải làm rõ được nội dung chủ đề và phải phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật. Còn kết bài thì chúng ta sẽ phải khẳng định được ý nghĩa giá trị của tác phẩm. Được chưa ạ? Đấy, đấy là những yêu cầu rất cụ thể nha. Từ yêu cầu chung là chúng mình phải viết được một bài văn phân tích đánh giá một tác phẩm thì sách giáo khoa đã triển khai để chúng mình biết được rõ hơn từng yêu cầu cụ thể trong từng phần như thế nào. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ tìm cách để thực hiện được những yêu cầu đó, đúng không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chị mời chúng mình đến với phần thực hành viết luôn nha, được không ạ? Ở đây thì chúng mình sẽ có nhiều những cách chia các bước khác nhau. Có bạn thì chúng mình thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất là chuẩn bị trước khi viết, bước thứ hai là viết bài và bước thứ ba là xem lại chỉnh sửa rút kinh nghiệm. Còn ở đây thì chị vẫn thường chia ra thành 4 bước nhỏ. Đấy, để các bạn học sinh có thể dễ dàng thực hiện hơn. Bước 1 là bước chúng ta chuẩn bị. Và nếu như là đi thi thì bước 1 này chính là bước chúng ta phân tích đề, xác định vấn đề nghị luận, xác định yêu cầu của đề bài. Đấy. Xong rồi đến bước 2 là chúng mình sẽ tìm ý và lập dàn ý các em nha. Trước khi viết là phải tìm ý và lập dàn ý, chứ không là mình không viết được đâu. Ok chưa ạ? Đấy, và bước này thì khi đi thi chúng mình sẽ làm nhanh thôi và mình hoàn toàn có thể viết tắt ở trong giấy nháp hay là trong đề thi, miễn sao là chúng mình hiểu và miễn sao là trước khi viết mình có được một cái dàn ý để mình biết là cái cấu trúc bài viết của mình như thế nào, đã toàn diện, đã chặt chẽ, đã đầy đủ hay chưa. Rồi, đến bước 3 là chúng mình sẽ viết bài và bước 4 là sẽ xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Bây giờ thì chúng mình sẽ có một cái đề bài cụ thể, chúng mình sẽ chọn một cái tác phẩm thơ Song Thất Lục Bát cụ thể để mình áp dụng những cái phương pháp làm bài để các em có thể hình dung rõ hơn nha. Ví dụ ở đây thì chỉ có lựa chọn bài thơ Chỉ Có Thể Là Mẹ của tác giả Đặng Minh Mai là một bài thơ Song Thất Lục Bát và dung lượng thì cũng
ngắn thôi, có 5 khổ thơ thôi. Nên là chúng mình sẽ sử dụng bài thơ này để có thể cụ thể hóa những phương pháp mà sau đây chị sẽ hướng dẫn giúp cho các em chinh phục được kiểu bài này nhé. Nhưng mà suốt phần vừa rồi chị giới thiệu về yêu cầu cần đạt này, hay là đến với cả các bước làm bài, thì không biết là có bạn nào đã theo dõi đầy đủ chưa? Có bạn nào có mặt ở đây chưa ạ? Các bạn ơi, bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp thì nhớ là gửi lời chào đến chị nữa nha. Không biết là các em xem có được trôi chảy không? Chúng mình xem mạng có bị giật lag gì không nhỉ? Các em có nhìn rõ và nghe rõ không nào? Các bạn ơi, chúng mình có nhìn rõ, có nghe rõ không ạ? Chị cũng đang cố để xem là bình luận của các bạn như thế nào, tại ở đây chị đang chưa xem được bình luận. Không biết là có bạn nào bình luận, có bạn nào đã gửi lời chào đến chị chưa nào? À, đã có nhiều hơn các bạn vào rồi đây. Có thể là chúng mình chưa quen với cả khung giờ phát trực tiếp vào buổi trưa như thế này đúng không? Và giờ này thì có lẽ là nhiều bạn chúng ta cũng đang 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 ăn trưa đấy, vừa mới kết thúc xong một ca học vất vả vào buổi sáng. Thế thì khi mà các em xem phần phát trực tiếp này thì cũng không cần ghi chép đâu, chúng mình chủ yếu lắng nghe nhá, và nhớ là hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này để lưu lại, bởi vì chắc chắn là các em sẽ cần phải học cái phần kiến thức này để thi giữa kỳ đấy. Chúng mình sắp thi giữa kỳ rồi đúng không? Đấy, nên là nhớ chia sẻ phần phát trực tiếp này các em nhé. Đâu rồi, hiện tại chị thấy có khoảng 8 bạn, gần 10 bạn đã vào xem rồi. Các em bình luận cho chị biết với nào. Bình luận cho chị biết là bạn nào đang xem với nào. Rồi, xin chào các em nha. Hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn chúng mình cách viết một bài văn phân tích một tác phẩm thơ Song Thất Lục Bát. Đây là kỹ năng viết kỹ năng viết mà chúng mình sẽ học trong bài 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đó, và chắc chắn, chị nghĩ là chắc chắn nó sẽ nằm trong đề cương ôn thi giữa kỳ của chúng mình đấy. Nên là các bạn nhớ tập trung vào đây nha. Phần đầu của buổi live thì chị đã phân tích những yêu cầu cần đạt để chúng mình xác định được mục tiêu rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào thực hành viết luôn, đi vào cái quy trình 4 bước để chúng mình viết được một bài văn nhé. Thì bước 1 là chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi viết. Thì trường hợp nếu như đề thi không chỉ định tác phẩm thì chúng mình được lựa chọn cái tác phẩm mà chúng mình yêu thích. Nhưng mà nhớ là phải lựa chọn đúng cái tác phẩm theo đúng tiêu chí mà đề bài đưa ra. Ví dụ đề bài yêu cầu em phân tích đánh giá một bài thơ Song Thất Lục Bát thì chúng mình phải chọn đúng một bài thơ Song Thất Lục Bát, chứ không được là chọn một bài thơ 5 chữ hay là chọn một tác phẩm truyện được, đúng không? Như thế là sai ngay từ bước đầu tiên rồi đấy. Đấy, thì ở đây chúng ta đang học phân tích thơ Song Thất Lục Bát, thế nên là chị chọn một bài thơ để lấy ví dụ cho chúng mình nhé. Đó là bài thơ Chỉ Có Thể Là Mẹ của tác giả Đặng Minh Mai. Vậy thì để mà có thể đến với những bước tiếp theo như là tìm ý, lập dàn ý hay là viết bài vân vân ý, thì trước tiên là chúng mình phải đọc bài thơ này đã, đúng không ạ? Đấy, muốn phân tích được thì phải đọc đã. Thế nên là bây giờ các bạn sẽ cùng với chị theo dõi bài thơ này nha. Nắng dần tắt trên con đường nhỏ, dáng mẹ gầy dẻo dọ liêu xiêu. Mẹ về để nấu cơm chiều, bữa cơm đạm bạc thương yêu tấm lòng. Cả đời mẹ long đong vất vả, cho chồng con quên cả thân mình. Một đời mẹ đã hy sinh, tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu. Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng, bụi gian nan đọng lắm nếp nhăn. Rụng rồi thương lắm hàm răng, lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời. Tình của mẹ sáng ngời dương thế, lo cho con tấm bé đến già. Nghĩa tình son sắt cùng cha, giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi. Con đi khắp chân trời góc bể, ân tình nào sánh xuể mẹ yêu. Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu, có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung. Đó là toàn bộ bài thơ mà chúng mình sẽ phân tích các em nha. Bài thơ có 5 khổ. Đấy, vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích bài thơ này bằng cách nào đây?
Trước tiên là nếu như mà có thời gian chuẩn bị ở nhà thì các em có thể thu thập thêm tư liệu, những thông tin liên quan tới tác giả Đặng Minh Mai, liên quan tới bài thơ này. Đồng ý không ạ? Đấy, hoặc là sưu tầm thêm các nhận định về thơ để chúng mình sử dụng trong quá trình dẫn dắt, trong quá trình phân tích bài thơ. Còn khi đi thi thì chúng mình có thể bắt tay vào tìm ý và lập dàn ý luôn nha. Đây, bây giờ đối với việc tìm ý này là chúng mình sẽ cần phải trả lời những câu hỏi chính để có thể có được các ý tưởng quan trọng cho bài viết. Không thể nào viết nếu như không có ý tưởng gì được, đúng không? Và cái ý tưởng của chúng ta nó cần được kích hoạt bằng việc là chúng ta bị thôi thúc bởi những câu hỏi. Nên ở đây chúng ta có những câu hỏi như sau để tìm ý này. Thứ nhất, em biết gì về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này không? Hay là những cái thông tin liên quan đến tác phẩm này? Nếu không có thì thôi nha. Bởi vì là nếu như mà đề bài trích ra cho chúng ta một tác phẩm hoàn toàn mới thì có thể đề bài sẽ đưa ra thêm những thông tin chú thích, những cái thông tin tiểu dẫn để chúng mình có cái thông tin về tác giả tác phẩm. Còn nếu đề bài không đưa ra thì cũng không sao cả. Đồng ý không ạ? Bây giờ đến câu hỏi số 2 này, là tác phẩm có bố cục mấy phần và nội dung của từng phần là gì? Đồng ý không? Có nhiều cách để chúng mình có thể phân tích một bài thơ Song Thất Lục Bát. Chúng mình có thể là phân tích về nội dung trước rồi phân tích nội dung nghệ thuật sau. Chúng mình cũng có thể là phân tích theo bố cục từng phần của văn bản. Và ở đây cách phân tích dễ hơn là cách đi theo bố cục. Nghĩa là chúng mình sẽ chia bài thơ đó ra thành các phần khác nhau và mình lần lượt phân tích từng phần một. Trong mỗi phần thì mình sẽ phân tích nội dung, chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của nó. Đó, thì ví dụ ở đây nhá, với bài thơ Chỉ Có Thể Là Mẹ mà chúng ta vừa cùng với nhau đọc thì ta thấy là bài thơ có 5 khổ, đúng không? Đây chỉ có ký hiệu đấy, khổ 1, khổ 2, khổ 3, khổ 4 và khổ 5. Thế thì với 5 khổ như thế này, chúng mình xem nội dung của từng khổ như thế nào và xem có nội dung của khổ nào trùng với nhau không, giống với nhau không thì mình có thể gộp nó vào thành một phần. Cách chia bố cục của một bài thơ thì thứ nhất là mình có thể dựa vào hình thức là xem chính tác giả có tách khổ ra không. Đồng ý không ạ? Nếu như mà ở đây giống như bài thơ này là tác giả cũng đã tự tách khổ ra rồi, mỗi khổ có 4 câu thì mình có thể dựa vào đó để xác định nội dung của từng khổ một. Đó, đồng ý chưa ạ? Và cái thứ hai nữa là cái cách chia bố cục của chúng mình thì cũng không nhất thiết, không phải là lúc nào cũng bắt buộc là phải theo từng khổ. Có thể mình chia bài thơ này ra thành 3 phần. Phần 1 là khổ 1, phần 2 là khổ 2, khổ 3, phần 3 là khổ 4 và phần 4 là khổ 5. Bởi vì sao? Bởi vì khổ 1 chúng mình thấy này, khổ 1 có hình ảnh chủ đạo là hình ảnh người mẹ, hình ảnh dáng mẹ gầy, đúng không? Và nó nằm ở vị trí đầu tiên ở trong bài, thế nên khổ 1 có nội dung là hình ảnh người mẹ khơi nguồn cảm xúc trong tác giả. Thế còn khổ 2 và khổ 3 thì ta thấy là xuất hiện một loạt các từ ngữ như là cả đời mẹ này, rồi cho chồng con này, quên cả thân mình, rồi mẹ hy sinh, mẹ long đong vất vả, tuổi xuân phai nhạt, rồi mưa và nắng, đó, rồi bụi gian nan, đấy, rụng rồi thương lắm, hàm răng, chân, lưng còng, chân yếu, vân vân. Đó là một loạt những cái từ ngữ hình ảnh cho chúng ta cảm nhận về cuộc đời vất vả, hy sinh của mẹ. Nên là khổ 2 và khổ 3 ta thấy cùng một nội dung, đều là cảm xúc của tác giả trước cuộc đời nhiều vất vả, gian lao, nhiều sự hy sinh của mẹ như vậy. Nên chúng ta có thể gộp khổ 2, khổ 3 vào thành một phần, chúng ta gọi đó là phần 2, đúng không ạ? Rồi, đến khổ 4 nhá. Tình của mẹ sáng ngời dương thế, lo cho con tấm bé đến già, nghĩa tình son sắt cùng cha, giản đơn dung dị, mẹ là mẹ thôi. Thì ta thấy khổ 4 này khác với khổ 2, khổ 3. Khổ 2, khổ 3 là để bộc lộ cái suy ngẫm của tác giả, cảm xúc của tác giả về sự vất vả của mẹ. Thì đến khổ 4 là việc tác giả khắc họa về công lao của mẹ, đúng không ạ? Về tình cảm của mẹ dành cho con. Đấy, nên chúng mình sẽ tách riêng khổ 4 ra thành một phần. Và cuối cùng khổ 5 là những cái tiếng nói, là tiếng lòng biết ơn của người con dành cho mẹ. Con đi khắp chân trời góc bể, ân tình nào sánh xuể mẹ yêu, nghĩa dày độ lượng bao nhiêu, có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Đó. Thì chúng mình ở cái bước tìm ý này là trả lời cho câu hỏi số 2 là bài thơ đó có thể chia thành mấy phần, nội dung của từng phần như thế nào. Thì chúng mình có thể chia bài thơ này ra thành 3 phần. Trong đó phần 1 là khổ 1, hình ảnh người mẹ khơi nguồn cảm xúc này. Phần 2 là khổ 2 và 3 là cuộc đời vất vả gian nan của mẹ này. Phần 3 là khổ thơ thứ 4 là công lao to lớn của mẹ dành cho con, dành cho gia đình. Và khổ 5 chính là sự biết ơn của con dành cho mẹ. Đấy, thì đấy chính là việc chúng ta chia bố cục nhá. Tiếp tục. Sau khi chia bố cục rồi thì chúng mình sẽ cần phải xem là nỗi niềm, tâm tư, cảm xúc chủ đạo trong bài thơ này là gì. Đấy, để chúng mình xác định được nội dung chủ đề của bài thơ đấy. Và ta thấy được là bài thơ chỉ có thể là mẹ. Nếu như áp dụng vào thì ta sẽ xác định được là bài thơ này có cảm xúc chủ đạo là tình yêu thương, là sự biết ơn, là sự xót xa, là sự thấu hiểu của con đối với mẹ. Đúng không? Và đó chính là nội dung chủ đề chính của bài thơ. Và nội dung chủ đề chính đó đã được thể hiện trong nội dung của từng phần, từng khổ ở trong bài thơ luôn. Rồi, đến câu hỏi số 4 nhé, là sẽ hỏi về những yếu tố nghệ thuật của bài thơ. Đó, thì chúng mình thấy là ví dụ bài thơ chỉ có thể là mẹ thì chúng ta thấy bài thơ này là được sáng tác theo thể thơ song thất lục bát này. Nên là nó đảm bảo theo đúng những cái quy định về vần nhịp. Và với những cái quy định về vần nhịp rồi thanh điệu ở trong thơ song thất lục bát đã giúp cho thể thơ này trở thành một thể thơ thuận lợi để bộc lộ cảm xúc cho người viết. Thì chúng mình sẽ nhớ cái kiến thức đó để có thể áp dụng trong quá trình phân tích đặc sắc nghệ thuật của một bài thơ song thất lục bát nhé. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhận thấy là hệ thống từ ngữ hình ảnh ở trong bài thơ này rất giản dị, gần gũi, chân thành và không quá bóng bẩy. Một loạt những từ như là bóng mẹ dẻo dõi liêu xiêu này, đúng không? Rồi cả đời mẹ gian nan vất vả, đó, đều là những cái hình ảnh không có quá nhiều sự trau chuốt bóng bẩy, rất đỗi gần gũi, giản dị, mộc mạc trong cuộc sống hàng ngày về hình ảnh của một người mẹ tần tảo. Đúng chưa nào? Rồi về hệ thống biện pháp tu từ thì ta thấy là khổ 3, khổ 4 ở trong bài thơ này có những biện pháp như đối, biện pháp điệp vần, biện pháp ẩn dụ, ấy hay là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác hay biện pháp đảo ngữ vân vân. Có thể thấy là bài thơ này cũng sử dụng nhiều biện pháp tu từ đấy. Rồi về giọng điệu thì sao? Đúng không ạ? Giọng điệu cũng là một yếu tố thuộc về nghệ thuật. Thì mình thấy là bài thơ này có giọng điệu da diết, xót xa, ngậm ngùi. Rồi cũng có cả cái lòng tự hào, yêu thương ở đó nữa. Được chưa nào? Đấy, thì đấy là qua cái quá trình chúng ta tìm ý nhá. Mình tìm ý thì mình phải biết tự đặt ra những câu hỏi để mình khai thác các ý tưởng. Để rồi đến bước lập dàn ý là chúng ta sắp xếp các ý tưởng đó theo một cái trình tự logic, theo một cái trình tự phù hợp. Đối với kiểu bài phân tích một bài thơ song thất lục bát ấy, thì ở đây chúng mình có 3 cách để chúng mình triển khai phần thân bài nhé. Mở bài và kết bài thì là có những cái nội dung cố định rồi. Nhưng mà với phần thân bài ấy, thì chúng mình có thể chọn một trong 3 cách như sau. Cách 1 là chúng mình có hai luận điểm chính. Một là luận điểm phân tích chủ đề và hai là luận điểm phân tích về đặc sắc nghệ thuật. Được chưa ạ? Đó. Còn cách 2 thì đảo ngược lại của cách 1 là chúng mình sẽ phân tích về đặc sắc nghệ thuật trước rồi phân tích về nội dung chủ đề sau. Còn khác hẳn với cách 1, cách 2 chính là cách 3 là chúng mình phân tích theo bố cục các em ạ. Nhá, là chúng mình phân tích theo bố cục là mình sẽ phân tích theo từng phần mà mình đã chia. Và trong mỗi phần đó mình sẽ phân tích về chủ đề và nghệ thuật. Thế thì nhìn vào cái gọi là sơ đồ rồi các cách lập dàn ý như thế này thì các em thấy cách nào là cách đơn giản nhất, cách nào dễ viết nhất ạ? Các em ơi, nhìn vào đây thì các em thấy cách nào dễ viết nhất nhỉ? Nếu như chúng mình được lựa chọn thì các em sẽ chọn cách 1, cách 2 hay là cách 3 đây? Cách 1, cách 2 bản chất giống nhau, nó chỉ khác về thứ tự thôi. Thế còn cách 3 là chúng mình phân tích theo bố cục.
Không có tách riêng nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật ra, mà là chúng mình sẽ phân tích lần lượt theo từng phần của văn bản. Thì các bạn sẽ muốn lựa chọn cách nào ạ? Em sẽ muốn lựa chọn cách nào ở đây đây? Các bạn ơi, chúng mình sẽ muốn lựa chọn cách nào ở đây ạ? Để chị đọc bình luận của các em nhé. Cách 3. À rồi, Mai Thùy chọn cách 3 này. Ok. Còn các bạn khác nào? Chúng mình sẽ muốn lựa chọn cách nào nhỉ? Để chị xem bình luận của các bạn nhé. Các em bình luận cho chị biết với nha. Cách 1, cách 2 là chúng mình tách riêng, phân tích nội dung chủ đề riêng, phân tích về đặc sắc nghệ thuật riêng. Còn cách 3 là chúng mình sẽ phân tích theo bố cục. Đó. Rồi. Ở đây nhá, chị thấy là nếu như mà để khuyên chúng mình thì chị nghĩ là các em có thể lựa chọn cách 3, là cách mà chúng mình sẽ dễ viết hơn. Ok chưa? Đấy là cách mà chúng mình sẽ dễ viết hơn nhá. Vậy thì nếu như đi theo cách 3 chẳng hạn. Đây, đi theo cách 3 chẳng hạn. Thì đối với bài thơ chỉ có thể là mẹ đi thì chúng mình sẽ phân tích như thế nào? Chúng mình sẽ có dàn ý ra sao? Ví dụ đi theo cách 3 nhá, thì trong phần thân bài chúng ta sẽ có bốn luận điểm chính tương ứng với bốn phần mà chúng ta đã chia. Luận điểm 1 là phân tích khổ 1, luận điểm 2 là phân tích khổ 2 và 3, luận điểm 3 là phân tích khổ 4 và luận điểm 4 là phân tích khổ 5. Trong đó khi phân tích khổ 1 thì chúng mình sẽ có hai ý chính. Đấy, mỗi cái luận điểm này thì mình sẽ có hai luận cứu chính. Luận cứu thứ nhất là phân tích về chủ đề, luận cứu thứ hai là phân tích về nghệ thuật, hoặc là chúng ta có thể đan xen cả hai nội dung này vào luôn. Đồng ý không ạ? Đấy, có nghĩa là khi chúng mình phân tích một câu thơ, chúng mình có thể là chỉ ra nội dung chủ đề của câu đó và chỉ ra đặc sắc nghệ thuật của câu đó luôn cũng được. Thì ví dụ khi phân tích khổ 1, chị sẽ có hai luận cứ. Đó là luận cứu thứ nhất, nội dung chủ đề của khổ thơ này là khắc họa hình ảnh người mẹ. Đó là một hình ảnh đã giúp khơi nguồn cảm xúc trong tác giả. Còn luận cứu thứ hai thì chị sẽ phân tích về vần và nhịp ở trong khổ 1 để thấy được đặc sắc nghệ thuật của nó. Đồng ý chưa? Rồi, ví dụ nha, ví dụ này, đi vào việc viết chi tiết luôn nhá. Ở đây, chị đang sử dụng tài liệu của khóa học văn VIP của Học Văn Chị Hiên dành cho các bạn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đấy, các em có thể thấy là rất chi tiết và đặc biệt là cứ đến phần viết bài là chúng ta sẽ có các công thức, sẽ có những cách viết cụ thể để các em có thể dễ dàng áp dụng hơn. Đặc biệt là khi thi với chương trình mới, chúng mình thi vào tác phẩm ngoài sách giáo khoa, đúng không? Đấy, chúng mình chưa có được hướng dẫn về cách phân tích về tác phẩm đó. Thế nên là sẽ gặp khó khăn nên một trong những cái cách để giúp cho các bạn có thể viết dễ hơn là chúng mình sẽ sử dụng thử áp dụng những cái công thức nhá, thử áp dụng những cái công thức để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc diễn đạt. Thì ở đây chị có những cái công thức viết mở bài, kết bài này, rất là nhiều cách luôn nha, rất là nhiều cách luôn. Thì những bạn nào ở trong khóa học văn VIP các em có thể tham khảo với phần tài liệu này nhá. Còn bây giờ, với thời lượng còn lại của buổi ngày hôm nay thì chị muốn tập trung vào phần thân bài để giúp cho các em hình dung ra được cách viết. Được không? Chị sẽ thực hành viết ví dụ đối với luận điểm 1 ở trong bài văn này thì chúng mình sẽ viết như thế nào? Được không ạ? Các bạn đồng ý không nào? Các bạn ơi, chúng mình đồng ý không? Đấy, nhá. Rồi, thế bây giờ ví dụ khi bước vào phần thân bài chẳng hạn. Khi bước vào phần thân bài, luận điểm 1 của chúng mình là phân tích khổ 1, đúng không? Với hai luận cứ như thế này. Thế thì khi mà chúng mình viết bài là cứ bám sát theo dàn ý giúp cho chị nhá. Cứ bám sát theo dàn ý. Thì dàn ý chúng ta đã lập như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào viết theo cái dàn ý này luôn này.
Thứ nhất, đầu tiên là phải đi vào phân tích nội dung chủ đề đúng không? Thì trước tiên mình cần trích thơ ra đã. Trước tiên, mở đầu cho bài thơ của mình, nhà thơ Đặng Minh Mai đã viết những dòng đầy xúc động. Nắng dần tắt trên con đường nhỏ, dáng mẹ gầy dẹo dọ liêu xiêu. Mẹ về để nấu cơm chiều, bữa cơm đạm bạc, thương yêu tấm lòng. Đó, đây là phần mở đoạn nhá, là chúng ta có một câu dẫn dắt và trích thơ ra. Đây là trích ra bằng chứng này. Bây giờ đi vào phân tích về nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề của khổ 1 này là hình ảnh người mẹ khơi nguồn cảm xúc. Nhưng mình cần phải chỉ ra chi tiết là hình ảnh người mẹ khắc họa như thế nào ở trong khổ thơ này. Và chúng ta có thể thấy là hai câu đầu là khắc họa về dáng mẹ gầy liêu xiêu trong nắng chiều, đúng không ạ? Đấy, ý một khi phân tích về nội dung nhá, là chúng ta sẽ phân tích hai câu đầu. Đây, hai câu đầu. Để thấy được dáng mẹ gầy liêu xiêu trong nắng chiều. Và sau đó mình sẽ phân tích hai câu sau. Để chỉ ra hình ảnh của mẹ tần tảo với những bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa yêu thương. Ví dụ, khi phân tích nội dung của hai câu đầu, chúng ta có thể viết này. Hình ảnh người mẹ hiện lên dung dị và thân thương quá khi tác giả khắc họa bằng những vần thơ dáng mẹ gầy dẻo dọ liêu xiêu dưới nắng chiều. Đầu tiên là nêu ra nhé, nêu ra về hình ảnh người mẹ này. Bây giờ phân tích kỹ hơn. Trong không gian ánh dương dần lụi tắt, khoảnh khắc cuối ngày bao trùm con đường nhỏ mà mẹ vẫn bước đi trong dáng hình liêu xiêu tần tảo. Một hình ảnh khiến bất cứ trái tim người con nào cũng cảm thấy nôn nao, thổn thức. Đó, đấy chính là câu văn mà mình sẽ phân tích về hình ảnh của mẹ ở trong hai câu đầu. Đó, đồng ý chưa ạ? Và trọng tâm ở đây là chúng ta chỉ ra là hình ảnh của người mẹ như thế nào ạ? Tần tảo, bởi vì dẹo dọ liêu xiêu là một cái từ lấy tượng hình. Đó, đúng không ạ? Và nó gọi lên trong chúng ta hình dung về dáng của một người phụ nữ, dáng hình của một người phụ nữ tần tảo, nhiều cái sự vất vả, phải lo toan nhiều thứ, nhiều cái sự vất vả gian truân ở đó. Và chúng ta có thể bộc lộ cảm xúc của mình, đúng không? Có thể bộc lộ cái ấn tượng của mình, có thể đưa ra cái đánh giá của mình đối với hình ảnh mà tác giả đã khắc họa ở trong hai câu thơ. Thì mình có thể đánh giá là đây là một hình ảnh mà khiến cho bất cứ trái tim người con nào cũng cảm thấy nôn nao, thổn thức. Xong nhá, xong hai câu đầu nha. Bây giờ đến hai câu sau này. Xúc động hơn nữa. À, cái cách chuyển ý, các bạn chú ý nhá. Chúng mình không thể nào mà cứ liệt kê ra là hai câu đầu tác giả viết thế này, hai câu sau tác giả viết thế kia. Nếu như thế thì bài văn của mình sẽ kém hấp dẫn, đúng không? Đấy, chưa kể là cách viết như vậy thì sẽ khiến cho giọng văn của mình rất là khô khan. Nên, sau khi viết xong một ý, đây, chúng mình đã viết xong cái dấu chấm đầu tiên, cái ý đầu tiên này rồi, đúng không? Bây giờ mình chuyển sang ý thứ hai, chuyển sang hai câu sau. Các bạn phải dùng những phép liên kết để giúp cho câu văn của mình mượt mà hơn, giúp cho đoạn văn của mình có thể trôi chảy hơn. Ví dụ ở đây chị dùng phép nối xúc động hơn nữa. Đấy, để mở ra nội dung của hai câu sau nhé. Xúc động hơn nữa là hình ảnh bữa cơm chiều đạm bạc, đơn sơ nhưng được vun vén từ tình yêu thương của mẹ. Giới thiệu ra hai câu sau nha. Bây giờ lại phân tích kỹ hơn hai câu sau này. Hai câu thơ sau là gì? Mẹ về để nấu cơm chiều, bữa cơm đạm bạc, thương yêu tấm lòng. Mình có thể phân tích như sau. Là thế, mẹ tuy vất vả nhọc nhằn nhưng luôn dành tấm lòng ấm áp nhất để chăm lo cho từng điều nhỏ bé của gia đình. Đồng ý không? Bởi vì hai câu này thì chúng mình hiểu rất là đơn giản thôi. Mẹ về để nấu cơm chiều, bữa cơm đạm bạc, thương yêu tấm lòng. Vừa thể hiện hai câu này vừa thể hiện cho sự yêu thương của mẹ, cho sự tần tảo của mẹ chăm lo cho gia đình. Đúng không? Nhưng cũng vừa làm toát lên một cái vẻ đẹp dung dị, mộc mạc trong những điều mà mẹ đã dành cho con, dành cho gia đình. Đó là bữa cơm, đúng không? Bữa cơm chiều ở đây là một bữa cơm, là điều mà mẹ đã gửi gắm cái tình yêu thương và sự chăm lo của mình dành cho gia đình. Và bữa cơm ấy như thế nào? Bữa cơm ấy đạm bạc, nhưng bữa cơm ấy cũng
cũng chan chứa tấm lòng yêu thương của mẹ. Nên chúng mình sẽ phân tích bình luận đó là gì? Là mẹ tuy vất vả nhọc nhằn nhưng luôn dành tấm lòng ấm áp nhất để chăm lo cho từng điều nhỏ bé của gia đình. Ở đây không phải là chúng mình diễn giải ra một cách gọi là không liên quan nha. Mọi cái câu văn phân tích của mình là đều phải bám vào tác phẩm. Ở đây tác phẩm đang phân tích, đang khắc họa về hình ảnh bữa cơm chiều. Thì chúng mình đánh giá về hình ảnh bữa cơm chiều. Đó là những điều nhỏ bé mà mẹ dành cho gia đình. Nhưng những điều đó là những điều mà chan chứa tấm lòng ấm áp của mẹ. Các bạn hình dung nào? Đó, phân tích là phải chú ý như vậy. Chứ không phải là cứ diễn đạt lại câu thơ hay là cứ kể lại câu thơ, diễn giải câu thơ ra thành câu văn. Đấy không phải là phân tích nhá. Bây giờ tiếp tục này. Phân tích xong, chúng mình viết đến đâu rồi ạ? Đây, chúng mình đã viết xong luận cứ 1 rồi nha. Bây giờ mình chuyển sang luận cứ 2 là phân tích về đặc sắc nghệ thuật, phân tích về vần, về nhịp và về cách tác giả sử dụng từ láy ở trong khổ thơ này. Bởi vì chúng mình thấy ấn tượng của chúng ta là tập trung vào cái từ dẹo dọ và liêu xiêu ở trong khổ thơ này mà. Và đó là cách tác giả dùng từ láy nên chúng mình sẽ phân tích kỹ, được không? Đây, bây giờ chuyển sang cái ý phân tích về nghệ thuật nhá. Chúng mình phải có cách để chuyển ý. Và ở đây là chị sử dụng cách như sau này. Thể hiện nội dung chủ đề xúc động ấy. Sử dụng phép thế nhá, được chưa ạ? Nội dung chủ đề xúc động ấy là gì? Là toàn bộ những gì tôi vừa mới viết bên trên đấy. Bây giờ tôi nêu ra ý tiếp theo này. Tác giả Đặng Minh Mai đã vận dụng sáng tạo những nét nghệ thuật đặc sắc. À, bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích nét nghệ thuật đặc sắc nhá. Đó, câu nào nó cũng phải có mục đích của nó. Các bạn đừng viết những câu văn mà viết xong vẫn không hiểu là viết câu văn này ra để làm gì, đúng không? Mình viết là mình phải có mục đích cả. Thì mục đích của câu văn này của chị là để kết nối, để chuyển ý. Bây giờ chuyển ý xong thì chị sẽ đi vào phân tích kỹ này. Thứ nhất là chị sẽ phân tích về cách gieo vần. Cách gieo vần đó là cách gieo vần o, yêu ở tất cả các câu ở trong khổ thơ. Đây, nhìn vào nhá. Thứ nhất này, con đường nhỏ, nhỏ hợp vần, hiệp vần với dọ này. Siêu hiệp vần với chiều, hiệp vần với yêu. Đấy. Chúng mình đã học thơ Song Thất Lục Bát rồi. Và cái quy tắc gieo vần ở trong thơ Song Thất Lục Bát là chúng mình phải nhớ nhá. Đúng không? Thì ở đây trong khổ thơ này có 4 câu thôi nhưng câu nào cũng được gieo vần, câu nào cũng có những tiếng được gieo vần. Câu 1 có những tiếng được gieo vần, câu 2 cũng có, câu 3 cũng có, câu 4 cũng có. Điều đó nó giúp cho thể thơ này là một thể thơ rất giàu vần điệu. Nên chúng mình sẽ chỉ ra điều đó nha. Đó là cách gieo vần o, yêu ở tất cả các câu trong khổ, đem đến ấn tượng về những dòng thơ giàu vần điệu, khắc họa sự nhọc nhằn, vất vả nhưng cũng rất đỗi yêu thương của mẹ. Bởi vì cái vần o ấy, đem đến cho chúng ta, đã thế nó lại rơi vào những tiếng như là con đường nhỏ này, dẹo dọ này, nhỏ, dọ. Cái vần o ấy, khiến cho chúng ta có được ấn tượng về những điều nhỏ bé, bình dị, vất vả, đúng không? Gian nan đấy. Còn vần yêu ở những từ gì? Chiều này, siêu này, yêu này. Đó, thì lại đem đến ấn tượng cho chúng ta về tình yêu thương của mẹ. Đấy là phân tích cách gieo vần nhá. Xong, cách gieo vần phân tích bằng một câu. Bây giờ đến câu tiếp theo, phân tích về cách ngắt nhịp này. Đó còn là cách ngắt nhịp đều đặn, chậm rãi như nhịp đập thổn thức của con tim, sự chiêm nghiệm suy ngẫm của tác giả. Nhịp 3, 4 ở mỗi câu thơ 7 chữ và nhịp 2, 2, 2 nhịp nhàng ở cặp câu lục bát. Đó, phân tích về nhịp nhá, được chưa? Thì cái việc chỉ ra nhịp điệu là nó đơn giản lắm các em ạ, chúng ta đọc lên rồi chúng mình xác định thôi. Và có thể kết hợp với cả kiến thức nền về thơ Song Thất Lục Bát. Cách ngắt nhịp trong thơ Song Thất Lục Bát thì đối với những câu 7 tiếng là nhịp lẻ trước chẵn sau, nhịp 3 4 ấy ạ. Còn đối với những câu lục bát thì sẽ có thể ngắt nhịp chẵn cũng được mà nhịp lẻ cũng được. Thì tùy vào từng khổ thơ, câu thơ mà chúng ta sẽ đánh giá, nhận xét về cái cách ngắt nhịp nhá. Rồi, và yếu tố cuối cùng về mặt nghệ thuật đó là về từ láy. Đặc biệt hai từ láy dẹo dọ, liêu xiêu ở câu thơ số 2 khiến bạn đọc không khỏi xúc động. Bởi đây là hai từ láy tượng hình, vừa gợi tả dáng hình gầy gò của mẹ, vừa gợi lên cuộc đời lắm vất vả, hy sinh của người phụ nữ hết lòng lo cho chồng con.
Xong, xong chưa ạ? 3 câu, mỗi câu phân tích một yếu tố nghệ thuật. Câu 1 phân tích cách gieo vần, câu 2 phân tích về cách ngắt nhịp, câu 3 phân tích về cách dùng từ láy. Xong. Thì chúng mình có thể dừng lại ở đây là đã xong luận điểm 1 rồi đấy. Nhưng nếu như chúng mình muốn trọn vẹn hơn thì các em có thể có những câu kết lại, đánh giá khái quát lại toàn bộ nội dung của khổ 1 nhé. Như vậy, 4 câu thơ đầu tiên của thi phẩm đã đưa bạn đọc trở về với dáng hình gần gũi, thân thương của mẹ mà có thể trong cuộc sống tất bật hàng ngày ta vô tình lướt qua, thờ ơ, không để ý. Để rồi từ đây, hình ảnh của mẹ đã khơi nguồn cảm xúc trong tác giả và gợi lên tâm thế cảm nhận thật xúc động trong lòng bạn đọc. Đấy, thế là xong luận điểm 1. Các bạn hình dung được cách viết chưa ạ? Và từ quá trình chị vừa làm mẫu vừa rồi thì chúng mình hãy rút ra một cái kinh nghiệm nhé. Đó là khi viết ý, để cho cái bài văn của mình, đoạn văn của mình được trôi chảy mạch lạc thì các em phải có dàn ý trước. Viết đến đâu thì mình còn biết đến đấy. Biết viết đến đâu là chúng mình sẽ biết là đang viết ở ý nào, ý sau là gì, ý trước là gì. Cứ tuần tự như thế. Có dàn ý là chúng mình viết rất là dễ thôi. Đồng ý chưa? Và cái thứ hai là khi viết thì câu văn nào chúng ta viết ra chúng ta cũng phải có một cái mục đích nhất định. Nó phải thể hiện cho một nội dung nào đó cụ thể. Chứ không được là cứ viết bừa rồi cứ viết cố bôi ra cho nó dài nha. Không được như thế. Đấy, thì đấy là hai trong số rất nhiều những cái lưu ý mà chị tin là khi chúng mình học thật là kỹ như thế này thì các bạn sẽ có thể hiểu hơn được về cách viết và có thể áp dụng được cho bài viết của mình. Đó, các bạn có hiểu bài không nào? Các em nắm được cách viết chưa ạ? Nắm được cách phân tích một bài thơ Song Thất Lục Bát và vừa rồi là chị làm mẫu phân tích một khổ thơ trong một bài thơ Song Thất Lục Bát. Mình đã hiểu được thế nào là phân tích nội dung chủ đề chưa? Và đã hiểu được thế nào là phân tích về những nét đặc sắc nghệ thuật chưa nào? Các bạn đã hiểu bài chưa ạ? Có quyển sách nào nâng cao vốn từ vựng khi viết không ạ? Đối với các bạn lớp 9 thì phần nghị luận văn học thì hiện tại là chị chưa có sách văn mẫu. Tuy nhiên, một cái dạng rất là trọng tâm của lớp 9 là nghị luận xã hội ấy, thì chị có cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở nha. Siêu nhiều các bài văn mẫu, 80 đề văn mẫu để chúng mình có thể đọc và trau dồi thêm vốn từ. Rồi ở đó cũng có các công thức để chúng ta học hỏi cách diễn đạt nữa nhá. Rồi chúng mình cũng có thể tham khảo cái cuốn sổ tay công thức viết nghị luận xã hội. Chỉ toàn là các công thức viết nghị luận xã hội thôi cho tất cả các luận điểm ở trong bài nghị luận xã hội. Các em cũng có thể tham khảo đọc thêm ở đó để chúng mình trau dồi vốn từ nha. Rồi, như vậy là trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay, chị hướng dẫn chi tiết chúng mình về cách phân tích một bài thơ Song Thất Lục Bát và cụ thể là khi phân tích về nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật thì chúng ta nên viết như thế nào. Mong rằng là với một xíu những kiến thức như vậy sẽ giúp cho các em có thể chinh phục được kiểu bài này một cách dễ dàng hơn nhé. Và ở đây cũng chính là cách học và cái phần tài liệu mà chị sử dụng trong buổi hôm nay cũng chính là tài liệu ở trong khóa học văn VIP của Văn Chị Hiên đấy. Nên bạn nào mà vẫn còn đang bơ vơ này, đang chưa có được cái sự đồng hành cần thiết để chúng ta học tập tốt trong năm học cuối cấp này thì các em có thể nhắn tin về cho chị tham khảo thông tin về khóa học văn VIP để cùng đồng hành với học văn chị Hiên để có thể sở hữu những phần tài liệu chi tiết này để có thể có một cái lịch học xuyên suốt từ giờ cho đến khi chúng ta thi vào 10 để chinh phục tất cả những kiến thức của năm lớp 9, chinh phục tất cả những kiến thức phục vụ cho kỳ thi quan trọng của chúng mình nha. Các em có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học nhé. Còn phần phát trực tiếp của chị vào buổi trưa ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các bạn vì đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nha. Bye bye!